Thưa quý vị, thời điểm giao mùa như hiện nay rất thuận lợi cho virus phát triển, đặc biệt là virus cúm. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và cơ thể sẽ tự hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Nhiều người dân có tâm lý chủ quan với cúm mùa. Tuy nhiên, biến chứng từ cúm mùa rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Vì thế, cần hết sức cẩn trọng. 6 tháng cuối năm 2022, số bệnh nhân tới khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM do nhiễm siêu vi đường hô hấp, bao gồm cảm lạnh, cảm cúm và cả COVID đang gia tăng. Các bác sĩ nhi khoa cho biết, số lượng trẻ em bị biến chứng do siêu vi đường hô hấp, trong đó có cúm và tỷ lệ nhập viện ở các đối tượng lớn tuổi có sức đề kháng kém đang tăng cao. Để mà chúng ta bớt đi cái nguy cơ gọi là tổn hại tới sức khỏe vì cúm, vì cảm lạnh thì đầu tiên chúng ta phải tránh cái nguồn lây, đeo khẩu trang, đặc biệt là khi mà giao tiếp với những người mà mình nghi rằng họ bị cảm cúm, bị cảm lạnh thì chúng ta phải có khoảng cách hoặc là chúng ta phải đeo khẩu trang, bắt người đó cũng phải đeo khẩu trang luôn.